Đã bao giờ các bạn nghe thấy một dòng trà mà mang tên là Hoàng hậu các loại trà chưa? Hôm nay cùng Ôlala tìm hiểu nha. Từ ngày Ôlala làm trà và đưa lên TikTok Shop như vậy, rất là nhiều các bạn hỏi thắc mắc rằng những búp trà được hái từ cây trà san tuyết cổ thụ được chế biến ra là một loại trà san tuyết hay là nhiều loại trà? Thì hôm nay Ôlala sẽ giải thích cho mọi người luôn nha. Nếu các bạn có niềm yêu thích trà thì sẽ biết với trà san tuyết cổ thụ thì sẽ có thể chế biến ra nhiều dòng trà khác nhau như lục trà, hồng trà, bạch trà, trà bánh phổ nhĩ, trà lên men. Còn đây cũng là dòng trà được chế biến từ những búp trà san tuyết cổ thụ. Đây được gọi là bạch trà mẫu đơn nha mọi người. Dòng trà này sau khi hái những búp trà một tôm một lá, một tôm hai lá từ cây trà san tuyết cổ thụ đã có từ 300 tuổi của dãy Tây Côn Lĩnh Hà Giang tự mình về thì sẽ được làm héo trong nhà, trốn nắng trong vòng 2 ngày, rồi ủ lên men nhẹ trong vòng 4 đến 6 tháng, rồi mới bắt đầu ép thành những chiếc bánh bạch trà mẫu đơn như vậy. Với dòng trà này thì mọi người cũng có thể thưởng thức bằng những búp trà rời hoặc những búp trà được ép bánh gọn gàng như thế này nha. Với những bánh trà mẫu đơn này thì sau khi ép bánh xong là tụi mình lại ủ tiếp tục trong vòng 1 năm nữa thì mới bắt đầu xuất kho gửi đến tay các anh chị. Đây được gọi là hoàng hậu của các loại trà nha mọi người. Rồi đây là thành phẩm của chiếc bánh trà bạch trà mẫu đơn sau khi đã đổ ủ hơn 1 năm rồi. Ui, thơm lắm luôn. Giờ thì mình sẽ tách bánh trà này ra để pha nha mọi người. Với dòng trà này sau khi ép bánh xong thì cũng có thể để càng lâu sẽ càng ngon theo thời gian nha. Để pha ngon được với những búp bạch trà mẫu đơn thì mình sử dụng nhiệt nước khoảng 80 đến 85 độ. Sau đó sẽ tráng qua một lượt trà và tiếp tục ủ trà trong vòng 15 đến 30 giây tùy khẩu vị của mọi người và rót ra tống để thưởng thức. Ui, đến cái đoạn rót nước ra như thế này là thơm lừng rồi á mọi người. Hương của dòng trà này thì sẽ tựa như hương của các loài hoa dại trong rừng như hoa lan rừng, hoa ngâu. Màu sắc của dòng trà này cũng sẽ thay đổi theo thời gian ủ từ màu vàng mơ tươi sáng đến màu hổ phách. Mời mọi người thưởng thức bạch trà mẫu đơn nha. Wow, rất là thơm luôn. Vị trà thanh mát làn sương nhẹ vào buổi sáng sớm, ngọt thanh ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Ngọt thanh mơ màng, hậu ngọt sẽ rất lâu trong khoang miệng và cổ họng của một người sau khi uống. Dòng trà sẽ rất phù hợp với các anh chị có gu trà nhẹ nhàng, tinh tế và không bị mất ngủ, nên mọi người có thể thưởng thức vào buổi tối nha.